đang thu á anh em, hay không? Con này nó thu được nhạc mạng, nhạc CD là tất cả các nhạc thu được hết nha anh em. Tiếng rất là sáng nha. Trời hết nha anh em. Đang thu cái băng màu nâu này. Đó anh em thấy không? Cái đây mình đang nghe là bằng cái đây là mình đang nghe lại luôn anh em, hiểu không? Còn cái sụt của nó này, cái góc của ra này, nghe này. Không có gì khác nhiều nha anh em. Nói chung thì thích thu nhạc gì thu nha anh em. Bên nước ngoài nó không có quan niệm là nhạc trước 75 rồi nha anh em. Mình thì cứ mình thích chơi nhạc đời mới nha anh em. Rất là căng nha. Nhưng mà nói chung mà mình thu từ nhạc mạng qua thì mình nghe lại cái phần tép thì nó ấm hơn chút anh em, ấm hơn một chút xíu so với cái xuồng, dày tiếng hơn chút, chắc hơn. Nhưng mà anh em biết sao, ngán nhất cái chuyện mà quảng cáo đang thu vào quảng cáo anh em, cho nên anh em phải mua cái gói premium á, 18 đô một tháng nha. Rất là đẳng cấp nha anh em, 3 motor nha. Nó nặng hơn 20 kg. Anh em gì là cứ thu chơi thôi, đồ mà muốn nghe nhạc gì là chơi thôi. Lép ở đây nè. Ta motor nè, thấy không? Bự chà bá luôn, như chén nè. Con này cũng Mỹ nha nè, Mỹ gì nha. Nói chung cái này là mình phần thu đồ là mình test ok hết rồi ạ. Thu mình đỡ chừng cỡ xong rồi Siben trở lại thôi nha anh em. Đừng nó quấn qua vạch đỏ bơ tiếng nha, vừa thôi. Đang thu á. Còn anh em nào ở Sài Gòn mà nếu mà muốn chơi con này á, mua con này luôn á, thì qua nhà ấy, mình chỉ cách thu luôn cho. Thu là y chang luôn anh em. Ví dụ anh em muốn thu cái chuột gì, nguồn gì vô cũng được hết á. Mình chỉ cách chỉnh mấy cái bài hát trong này nè anh em. Đó, chỉnh mấy bài hát nè. Chỉnh level với lại chỉnh bài hát. Chứ anh em đừng có chỉnh playback rồi chị nha, mấy cái kia đừng chỉnh đi. Cái kia sai là mình không có, mình phải có máy thiết bị đây mình chỉnh lại đồ mệt lắm, anh em hiểu không? Nói chung cũng nghiên cứu nhiều rồi nha anh em, quậy phá nhiều á. Mấy cái này anh em cũng đừng động vô nha. Mấy cái red azimuth đừng động vô nha, lay azimuth đừng động nha. Mà cái đó nó sai phương vị là mình khó lắm, mình phải có cái băng gốc mình bỏ vô mình mới chỉnh được cái phương vị đầu từ thu với phát nha, hoặc phải có máy hiện sóng này nha, phức tạp lắm. Nói chung đừng có động gì hết á. Nếu mà anh em nào thích thu thì chỉ bấm, chỉ chỉnh cái phần mà level record á với bias. Nói luôn mà bias thì cũng đừng có động nhiều quá, chỉnh level thôi. Mình lên Google á, mình search cái Sigma nó ra xem mình chỉnh. Kêu nói ba.